Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc xe touring hiệu Momentum. Cái hiệu Momentum này thì các bác có thể đã nghe qua đâu đó. Đó là cái hiệu xe đạp điện ở Việt Nam rất là nổi tiếng cho cái dòng bò điên ấy. Thì đây là một cái thương hiệu con của thương hiệu Giant. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng touring để đi phố và một cái kiểu dáng rất là độc đáo. Dòng Momentum Elite 1900. Thì bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe này. Còn đây là tổng thể chiếc xe Momentum Touring dòng đi trong phố Elite 1900. Ở bên này có chữ Elite. Ở bên này là chữ 1900. Thì cái dòng Momentum này là thuộc tập là một cái thương hiệu con của thương hiệu Giant. Như các bạn có thể thấy, thương hiệu Giant thì có hai thương hiệu con, đó là một là Momentum thì chuyên về các cái dòng mà touring đi trong phố. Những cái dòng touring đi trong phố thì thường sẽ mang thương hiệu Momentum. Còn một Giant có thêm một thương hiệu, đó là thương hiệu Lee. Chữ L cao, Y ngắn và chữ V. Thì thường cái dòng này, xe đạp này là sẽ dành cho nữ. Những cái người nữ thì sẽ mang thương hiệu Lever. Tổng thể của chiếc xe đạp touring này thì cấu tạo bằng khung hợp kim nhôm toàn phần. Có mang một cái màu sơn xanh nhạt. Trông rất là hoài niệm, hoài cổ. Về phần sơn của chiếc xe thì em đánh giá là còn khá là đẹp, không có vết xước nào lớn cả. Sơn của chiếc xe không phải là sơn bóng hẳn, mà nó chỉ bóng một phần thôi, không bóng nhảy. Đấy. Trên này là có hai cái vị trí giá bắt ốc nước, nhưng mà riêng đặc điểm chiếc này lại có độc đáo hơn là lại tiếp theo lại có một cái vị trí bắt nước để ống nước để chai nước nữa. Thế tại sao nhà sản xuất lại làm hai vị trí để chai nước mà lại không làm ở đây như những cái chiếc xe đua thì nó thường gắn ở đây mà lại để ở đây? Thì đây là một cái dòng xe đi trong đô thị, cho nên là nó người công ty người ta thiết kế là cái sự rất là tối giản cho người dùng và rất là tiện ích cho người dùng, cho nên là công ty đã thiết kế một cái hốc để đồ, để cốc ở đây. Và ở phương này thì cái cốc sẽ được thẳng để theo phương thẳng đứng, dành cho những cái cốc mà đựng đồ nóng, đựng nước nóng hay là trà hay là cà phê gì đó. Còn cái phần mà phương thẳng chéo kia thì dành cho những cái nước mà nước lạnh, nước nguội đó. Còn nước nóng thì chúng ta để đây theo phương thẳng đứng thì nó sẽ khó bị chéo cái bình nước, nó sẽ gây đổ ra. Đấy, tại sao lại không để ở đây? Vì ở đây thì nó lại khó cầm. Ở đây chúng ta có thể vừa đi, chúng ta có thể nhấc bình ra luôn và chúng ta sử dụng luôn và theo phương thẳng đứng. Thì đây là một cái để cốc của dòng Momentum. Ở đây thì ở đây có một chiếc ốc nữa, chúng ta có thể nắp thêm những cái giá, cái đỡ chân. Nhưng mà tóm lại là theo cái phương này thì cái cốc nước nóng của chúng ta sẽ dễ để hơn. Ngay cả trên cái phốt tăng này chúng ta cũng thấy một cái sự rất là độc đáo. Phốt tăng này nó có thể là dịch cái ghi đông về đằng trước và đẩy cái miếng chêm này về đằng sau. Đấy, dịch cái miếng chêm này về đằng trước và đẩy ghi đông về đằng sau, tùy ý chúng ta. Ghi đông thì được trang bị một cái tay chuyển số 8 tốc độ. Và bên này là 3 tốc độ cho đĩa, 8 tốc độ cho líp. Đằng sau của chúng ta là xe được trang bị phanh V và bánh 700C mai nhôm líp Shimano thả 8 tầng và bộ đề Mezzo. Bộ đề Mezzo này thì thường hay sử dụng cho những cái dòng độc quyền của Gian. Đằng trước là đùi đĩa 2 tầng. Size trước này là size S. Size S là phù hợp cho các bác
cao từ 1m58 cho đến 1m68 là đi phù hợp trước này, hoặc là học sinh cấp 3 đi rất hợp lý. Phanh V. Đây là bên này của chiếc xe. Bên này của chiếc xe thì em thấy sơn nó cũng khá là đẹp, không có một cái vết xước nào lớn cả. Mayer quay trơn, nói chung là xe trong tình trạng hoạt động tốt, xe còn mới khoảng gần 90%. Đây là tổng thể của chiếc xe. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo, thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Thì các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành là đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì đều sẽ được em tặng, tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán đã là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà, mở bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.